Thưa quý vị, mỗi khi mà các thí sinh xuất sắc thì hầu như tất cả quý vị khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng như là ban giám khảo và ban nhạc, các cổ động viên, đặc biệt là các vũ công vô cùng hào hứng, bởi vì sao? Chất lượng của thí sinh làm nên chất lượng của chương trình. Giám khảo Mạnh Quỳnh sẽ rất là vui vì tìm được thấy những giây phút con tim mình thật sự xúc cảm với giai điệu đẹp, với phần trình diễn quá là hấp dẫn các thí sinh. Bởi vì sao, giám khảo Mạnh Quỳnh? Trong những dòng kế tiếp thì càng ngày cái mức độ gây cấn nó càng cao anh. Mạnh Quỳnh thấy là tất cả những thí sinh đều là ngang ngửa với nhau, không đó, có một cái sự ngang tài ngang sức đúng không? Ngang tài ngang sức. Và Phi Nhung thì... Em rất là ao ước em được làm thí sinh để em xứng đáng với ban nhạc quyền năng. Em đi show, em mời ban nhạc đi chung với em. Em chỉ quan sát là thấy tại sao khi chị Phi Nhung nói câu đó mà ban nhạc nhìn mặt ai cũng rầu rĩ. Chị cũng đẹp vậy. Em chọc chị thôi. Nhưng mà nói chung là Vũ nghĩ là bây giờ ai đi mình cũng cảm thấy tiếc hết. Và như là Vũ, chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh khi mà ngồi xem cái chương trình nó không còn ngồi để mà chấm điểm nữa. Gần như là ngồi xem ca nhạc thưởng thức vậy đó. Đúng rồi. Cho nên bây giờ nó sướng lắm. Thưa quý vị, một tràng pháo tay chúc giám khảo nhiều năng lượng. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, chính thí sinh sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo. Và thưa quý vị, từng cá nhân, ban nhạc, 20 vũ công và ban giám khảo sẽ cho điểm về phần dự thi của mỗi thí sinh. Ngoài ra, chính thí sinh sẽ chia một bên 5, một bên 4 để vượt qua thử thách của chương trình. Hai người xuất sắc vượt lên trong phần thử thách sẽ được điểm người bất ngờ từ phía các thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, cuối cùng, hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải có một bài song ca đã được quy định trước. Đó là một sáng tác người ngoài phố để ban giám khảo lựa chọn một thí sinh vào vòng tiếp theo. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng gặp gỡ thí sinh cao điểm nhất của tôi rồi. Xuất hiện ngay bây giờ, một tràng pháo tay nồng nhiệt, Hà Thúy Anh. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi.
có lẽ quá thông minh khi chọn cái liên khúc của em. Nó hợp với cái không gian này. Vì vậy em đã được 20 điểm đầu tiên. Mà em còn là cái nhiều vinh dự nữa là 10 điểm của hồi tuần trước á. Bây giờ cũng được cộng vô đó dạ, nha. Vâng ạ. Nhưng trước hết hãy xem ban nhạc như thế nào đây. Dạ. Xin mời kết quả từ ban nhạc Quyền Năm. Quang Trung bây giờ anh cảm nhận như thế nào khi anh đứng gần Hà Thúy Anh hơn? Càng lúc càng gần càng thấy anh đẹp hơn. Dạ. Dạ, trời ơi, giống thi ca nhạc là như thi hoa hậu vậy đó. Xin nói về cái chuyên môn của em ngày hôm nay, em hát cũng rất hay đó. Dạ. Hát chính xác, cao độ chính xác và tiết tấu nhịp nhàng, em hát rất là tốt. Chúc mừng em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Anh Phong, có lẽ là hai người kỹ với nhau sao mà tự nhiên cái anh Trung đứng gần cái anh sụt xuống 8 điểm vậy? Lần này em thể hiện cái bài này lúc đầu thì nghe còn ổn ổn, còn lúc sau em hơi, lúc mà em lên cao mà em ngân nó hơi bị vỡ. Dạ. Cái này em cố tình vỡ hay là em vô tình nó vỡ vậy em? Dạ, tại lúc em nhớ lại những lời nhắc của anh Hoàng Bách đó, nên là cái đoạn cao trào đó em cho nó hoài luôn, thoát luôn. Bây giờ là tại vì em giỏi quá cho nên phải soi kỹ. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng: 80 điểm cộng với 20 điểm, 100 điểm cộng với 10 điểm nữa, em sẽ được 110 điểm. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Tuần này em hát có hồn với bài hát, diễn xuất hay, nhưng mà thiếu cái chất ngọt một chút xíu thôi. Dạ. Chúc mừng em. Vâng, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo tiếp theo. Hôm nay em đã chọn cái nhạc phẩm hơi buồn mở đầu, nhưng mà thật ra thì em không có làm cho khán giả thất vọng và cũng không có làm cho bản thân anh thất vọng. Thì anh chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn em. Xin mời Dương Triệu Vũ. Cái tiết mục của em á chỉ có một vài nốt bị trên thôi, nhưng mà hình như Vũ cảm thấy nó bị thiếu thiếu cái gì đó. Có thể nào anh Huy có thể diễn giải được cái tình trạng này được không? Sẽ có sự cảm nhận toàn cục hơn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái gì hay nhất để ở cuối? Đằng này cái này hay nhất mình đã để ngay đầu rồi. Dạ. Rồi sau cùng á mình nhắc lại cái hay nhất mà mình đã trình làng từ đầu thì có cái gì mới lạ không? Chưa. Cẩn thận cái điều đó. Lần sau hãy đưa một cái gì nhẹ nhẹ ra trước. Thế xong rồi kết bằng một cái câu cao trào như thế thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ được 10. Wow. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh Đức Huy. Dạ vâng. Nếu như mà em được quay trở lại thì có lẽ em sẽ làm tốt hơn lần này. Một tràng pháo tay chúc mừng Hà Thúy Anh. Chỉ bay về ai trong quan trọng.
đi sinh nhật. Không phải 20 người mà ở trên này khán giả đứng dậy nhảy mới là điều tuyệt vời. 20 điểm đầu tiên, chúc mừng. Em ơi, cái người mình chuyển động liên tục như thế này mà em hát được, em không mất hơi là sao? Em có thể cho mọi người biết bí quyết. Anh nói xong em nín thở luôn, em ngợp thở luôn. Em phải lấy bình tĩnh và sẽ trả lời sao? Bây giờ kết quả số điểm từ sự ca hát kết hợp với cha 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 của Mỹ Ngọc là đây. Em phải xem một người đầu xong 10 điểm, một người cuối xong 10 điểm. Em có 2 điểm 10 rồi. Wow. Xin mời violon anh Thảo. Bản thân anh thì thích cái nhịp điệu cha 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 này, kết hợp với bộ đồ của em rất đẹp. Dạ, em ơi, em cộng từ hình thức đến nội dung được 10 điểm rồi đó. Còn anh Khoa, một người rất cổ điển với piano, cũng rộn ràng với cha cha cha. Trời, Latin cha cha sướng vậy rồi đó. Không cho 10 uống quá. Trời ơi, cái khuynh hướng của ban nhạc ngày càng thể hiện rõ. Ông Thắng mím môi, le lưỡi, rồi sao 8 điểm? Em là rất là hợp với ban nhạc, từ bề ngoài cho tới biểu diễn này nọ. Lý do điểm 8 là tại vì anh thấy em lựa cái bài này nó hơi an toàn quá. Nếu được vào phòng trong, Ngọc sẽ chọn bài nguy hiểm hơn. Nhưng mà nếu mà nguy hiểm á, Ngọc mà rớt, lúc đó Ngọc bắt đền cả ban nhạc luôn đó. Và thưa quý vị, tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc với Mỹ Ngọc là 82 điểm, cộng với 20 điểm, 102 điểm. Wow! Hãy nghe chia sẻ từ ban giám khảo. Khi mà em trình diễn đó, em nhảy đó, chị nhìn cái khuôn mặt em á, nó sexy mà nó cuốn hút người ta gợi lắm cảm. Kìa. Gợi cảm lắm kìa. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị nha. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nhìn chung thì cái sự trình diễn của em rất là lôi cuốn. Nhưng mà đúng là mình đồng ý với lại Thắng hồi nãy nói là cái bài này nó quá đơn giản với em, thiên về khiêu vũ hơn, nó không có gì để em phô diễn cái hay của em. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ không thấy bài này dễ là tại vì em vừa phải nhảy vừa phải hát. Nếu như mà Vũ mà là sẽ có cố vấn về cái phần trình diễn này á, thì ngay giữa bài hát Vũ sẽ xin ban nhạc chuyển qua samba, xong mình làm một cái vài đoạn nhảy thiệt là đẹp mà nhảy không solo thôi, không hát nữa, rồi xong trước khi đó mình out thì nó sẽ càng đã hơn nữa, mình đẩy cái cảm xúc lên nữa. Và hy vọng ở phòng trong vàng sẽ mạo hiểm hơn nữa nha. Cảm ơn Mỹ Ngọc rất nhiều. Có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ như tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đã ra. Chiều còn vương nắng
để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho ra vắng hồn, tuổi gầy nồng lên màu mắt. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi hương sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhận thương cho gót dâng sầu, giận hờn xin ngập lối đi. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Bản tình cuối và dấu tình sầu đã thuyết phục 20 thành viên vũ công 20 điểm. Chúc mừng. Xem số điểm ban nhạc như thế nào. Kết quả cho thí sinh là xin mời anh Kha. Bài thứ hai kết với bài đầu thì em nối với liền bài thứ hai nó sẽ hay hơn, là em phải đợi lắng xuống. Bạn hát một cách quá an toàn, chẳng hạn là trong cái câu bạn hát là trời còn ươm nắng để gió đi tìm, rất đều đặn. Tại sao bạn không hát trời còn ươm nắng để gió đi tìm, nó khác hẳn. Thì đó là cái bạn thiếu, hãy để ý điều đó. Phần về phong độ cũng có thể là sức khỏe như nào đó chưa đủ để mình làm tốt những cái chỗ mà đột phá, những cái chỗ, những cái câu đắt nhất của bài hát. Kết quả số điểm là 74 cộng 20 điểm là 94. Chúc mừng em. Sự chia sẻ từ xem khảo Mạnh Quỳnh ạ. Anh lúc nào anh cũng yêu thích cái tiếng hay cái giọng hát của em. Nhưng mà tối đêm nay thì anh thấy em chưa có làm tốt cái vai trò của hai nhạc phẩm rồi. Cái những cái kỹ thuật em luyến lái nó chưa đạt yêu cầu. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Vũ chỉ muốn nói lần sau nhớ mạo hiểm hơn chút xíu, tại vì đây là một cuộc thi và bây giờ tới cái vòng này thì ai cũng có bao nhiêu là chơi hết với nhiều, cho nên đừng an toàn nữa nha. Mọi người đồng ý không? Yeah. Chơi tên nha. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Phục lòng.